Trong lúc cả xã hội đang tích cực phòng chống dịch COVID-19, thì các tụ điểm đèn mờ tại thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp những hậu quả khôn lường. Nằm giáp ranh giữa huyện Lương Sơn, Hòa Bình và Chương Mỹ, Hà Nội, thôn Cố Thổ từ lâu được biết đến là điểm nóng về tệ nạn mại dâm. Dọc tuyến đường từ thôn Cố Thổ hướng ngã tư Xuân Mai, hàng chục tụ điểm có nhân viên ăn mặc hở hang, ngồi ngoài cửa chào kéo, ra giá mời khách làng chơi. Để tiện cho khách lựa chọn, những cô gái này đều không đeo khẩu trang, bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Thậm chí nhân viên trong quán còn khẳng định chẳng sợ gì COVID-19. Theo thông báo cấp độ dịch COVID-19 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, xã Hòa Sơn là xã cấp độ 3 thuộc vùng cam. Đây cũng là một trong 3 xã duy nhất của cả tỉnh Hòa Bình thuộc diện nguy cơ cao. Thế nhưng hoạt động mại dâm tại đây vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý. Thành phố Đà Nẵng hiện đang triển khai thí điểm gắn mã QR chứa thông tin về tiểu sử nhân vật, địa danh được đặt tên trên các tuyến đường thuộc quận Sơn Trà, từ đó tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi muốn tìm hiểu về các nhân vật hay là địa danh. Tại nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn quận Sơn Trà, các bảng thông tin QR code làm bằng thép mạ kẽm, dán giấy phản quang được đặt ở vị trí dễ quan sát. Khi sử dụng điện thoại để quét mã sẽ hiển thị địa điểm, chiều dài toàn tuyến, lộ giới đường và tiểu sử nhân vật, địa danh. Tất cả các thông tin này đã được các đơn vị liên quan thẩm định. Đến nay, quận Sơn Trà đã hoàn thành giai đoạn 1 dán mã QR, thí điểm cho hơn 100 trụ gắn bảng trên 30 tuyến đường. Giai đoạn 2 triển khai trong năm 2022-2023, lắp đặt trên nhiều tuyến đường, đồng thời bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Anh, thông tin dịch vụ về khách sạn, nhà hàng. Khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 1, nhiều người dân sinh sống gần khu vực ngõ 79 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ bên trong ngõ. Vụ việc khiến phòng trọ bị bay phần mái, ngọn lửa lớn bao trùm căn phòng. Sau khi sự việc xảy ra, người dân sống gần đó đã chi hô, lấy nước để dập lửa và giải cứu các nạn nhân. Tuy nhiên không thấy có tiếng người đáp lại từ trong căn nhà trọ. Nhận tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến 22 giờ 20 phút tối cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, đồng thời lực lượng chức năng triển khai đưa thi thể của 3 nạn nhân xấu số ra ngoài.